Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1. Tổng quan về tuổi kỷ dậu 1969 Nam Mạng năm 2022 nhâm dần. Nam Mạng năm 1969 tuổi kỷ dậu, tức tuổi con gà. Thường gọi là báo hiệu chi kê, tức gà gáy. Mệnh thổ đại trạch thổ nghĩa là đất nền nhà. Mệnh thổ gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, thổ sinh kim, thổ bị thiệt, không tốt. Địa chi, dậu gặp dần, bình thường. Thiên can, kỷ gặp nhâm, bình thường sao chiếu mệnh, sao mục đức cát tinh, quý nhân trợ mệnh, gặp may mắn. Vận hạn, hạn huỳnh tuyền, đại hạn, hạn bệnh nặng, hao tài. Vận niên, hầu thực quả. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022, không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2022, phạm hoang ốc tam địa sát năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Hai, sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng. Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao Mộc Đức chiếu mệnh quý nhân trợ mệnh có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp kinh doanh được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời mặt trăng thoát khỏi mờ mịt tối tăm tuy nhiên với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần thận trọng đề phòng thất bại hôn nhân hòa hợp tốt về mặt cưới hỏi nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao mục đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường điềm tĩnh quyết đoán có bạn bè mới có cơ hội thăng quan tiến chức công việc bình an sinh tài sinh lợi đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình thường gặp thầy giỏi bạn tốt giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao đề phòng thương tật ở mắt gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an không có gì đáng ngại người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi an toàn khi ở hung vận đề phòng thương tật ở mắt Gia Trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế nhưng khi có sao mục đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. ba Vận hạn năm 2022 của tuổi kỷ dậu 1969 năm mạng. Hạn huỳnh tuyển chủ sức khỏe chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm. Kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì át sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày về làm ăn nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy đường sông nước sẽ không được thuận lợi gặp nhiều khó khăn trắc trở nhìn chung theo tuvinhaynay com tất cả liên quan đến đường thủy đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Để giải hạn huỳnh tiền, bạn cần lưu ý. Huỳnh tiền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới, huỳnh tiền, trọng bệnh số lâm chung về làm ăn không nên kinh doanh buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình đặc biệt bạn không nên tham gia những việc không phải của mình kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn huỳnh tiền đó là tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi kỷ dậu 1969 Nam Mạng. Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm, Đường công danh như rồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước mặt cho có người ghen tị, gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được khoa bảng. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió. Bởi vậy, năm này bản mệnh nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Năm tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tỵ năm 2022 tuổi tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022 tuổi thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Gia chủ tuổi Kỷ Dậu theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng không phạm hạn tam tai. 7, tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là Kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán ra bản sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì, 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng là 54 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể kết hôn cưới hỏi. 8. Tuổi kỳ dậu 1969 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài. Tam địa sát xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do dai đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi kỷ dậu 1969 nam mạng là 54 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc tam địa sát. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.